See ya.
Tiền anh ơi, tiền đâu? Đi đâu biết. Đi đâu sao chú mới trắng đấy con? Hả? Đi đâu rồi mà sao chú mới trắng đấy? Hả? Bà đang cắt trăng mà sao chú chơi giờ? Hả? Bà cắt trăng à? Ôi sao lại chú vào nữa rồi? Có đây đây nào? Đây đi xem nào. Để đi ra cho bà cắt trăng đi. Sao đây? Hả? Cái gì vậy? Hả? Sao không?